Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Biên tập viên thời tiết xinh đẹp của VTV gây chú ý khi tiết lộ lên sóng tới 30 lần trong 2 ngày vì bão số 9. Là người trong nghề, nữ biên tập viên thời tiết phải làm việc liên tục để mang đến tin tức nóng nhất cho khán giả. Những ngày qua, trước tình hình phức tạp và khẩn cấp của thiên tai, Đài Truyền hình Việt Nam là một trong những đơn vị thực hiện các bản tin bão cập nhật liên tục trên sóng và các nền tảng số. Được biết, trên sóng các bản tin đặc biệt về cơn bão số 9 có thời lượng từ 10 đến 15 phút, phát sóng bắt đầu từ 23 giờ tối ngày 27 tháng 10 và tiếp tục phát lại từ 1 giờ đến 5 giờ sáng ngày 28 tháng 10, liên tục 1 tiếng một lần. Tiếp đó, các thông tin về cơn bão số 9 sẽ tiếp tục được cập nhật trong các bản tin thời sự chính. Là một biên tập viên thời tiết, Xuân Anh quen mặt với khán giả xem đài khi liên tục 2 ngày trực chiến hết sức cùng bão số 9 với khoảng 30 lần lên sóng để đưa thông tin nhanh nhất tới khán giả. Mới đây, cô đã chia sẻ trên trang cá nhân cảm xúc của mình. Ngày thứ 2 trực chiến với bão số 9 không phải trong trường quay nữa, mà là đóng đô tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, kết thúc 2 ngày căng thẳng đón bão với khoảng 30 lần lên sóng. Theo sát diễn biến, thực sự bão số 9 rất mạnh. Điểm quan trọng là vùng mây bão rất rộng, bởi vậy mà gió mạnh, mưa to xảy ra từ rất sớm. Ngay khi tâm bão còn ở ngoài khơi, đến khi tâm bão vào tới thì lại là khoảng lặng gió. Mưa lớn sẽ còn xảy ra sau bão, chúng ta chưa thể chủ quan. Bên dưới phần bình luận, nhiều bạn bè khán giả đã để lại lời nhắn nhủ, cổ vũ và nhắc Xuân Anh giữ gìn sức khỏe để hoàn thành công việc. Xuân Anh sinh năm 1992, được biết đến với vai trò MC, biên tập viên bản tin thời tiết của VTV. Năm 2016, Xuân Anh từng gây ấn tượng với khán giả khi để đầu trần đứng dưới mưa tường thuật trực tiếp về tình hình cơn bão số 3. Một số hình ảnh khác của MC, biên tập viên Xuân Anh. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.